Chào các con, cô là Phương Thảo. Hôm nay chúng ta học từ vựng bài 1 trong cuốn Family and Friends nha các con. Listening six, Listen and point. Rug. Tấm thảm dẫm chân. Rug. Rug. Các con nhớ phát âm chữ g nhẹ ở cuối từ rug rug cabinet tủ đựng đồ dùng cabinet cabinet các con nhớ phát âm t ở phía sau nhé cabinet cabinet shelf kệ sách shelf shelf Chữ này các con đọc sờ mạnh và phát âm ph ở cuối từ nhé. shelf shelf pillow gối nằm pillow pillow Từ này các con mím môi lại và bật ra chữ pờ mạnh. pillow pillow blanket Mền đắp blanket blanket Các con nhớ phát âm t phía sau nhé. Blanket. Blanket. Bây giờ các con nghe thầy đọc, các con chỉ vào hình và lặp lại nha các con. Blanket. Cabinet. Shelf. Pillow. Rug. Listen and repeat rug cabinet shelf pillow blanket Quá dễ phải không các con? Cô biết các con làm được mà. Bây giờ đến lượt các con nhìn hình và đọc to lên nha. bài học của chúng ta đến đây là kết thúc các con nhớ bấm dừng và viết lại mỗi từ hai lần cho cô nha cô chào các con hẹn gặp lại các con ở bài học sau